Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay không khí lạnh khống chế các tỉnh phía Bắc nước ta tiếp tục suy yếu khiến thời tiết ấm hơn đáng kể so với những ngày trước. Tuy nhiên, trên lục địa Trung Quốc lại đang có một khối không khí lạnh có cường độ mạnh di chuyển về phía nước ta. Đến khoảng đêm nay và sáng mai sẽ tăng cường xuống Bắc Bộ khiến trời chuyển mưa và rét trở lại. Tại các tỉnh miền Trung, không khí lạnh sẽ tác động chậm hơn các tỉnh phía Bắc. Từ ngày mai thì khu vực này sẽ bắt đầu có mưa ở khu vực các tỉnh phía Bắc Trung Bộ. Sau đó thì mưa sẽ mở rộng xuống phía Nam. Riêng các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân từ ngày mai thì trời chuyển lạnh. Khu vực vùng cao Tây Nguyên thời tiết đêm nay và ngày mai ít thay đổi, mưa dông chỉ xảy ra trên diện hẹp, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng nhưng mà không quá nóng, về đêm thì trời se lạnh, thời tiết thuận lợi cho mọi hoạt động du lịch. Còn tại Nam Bộ thì mưa dông cũng chỉ xảy ra cục bộ, chủ yếu là mưa rào nhẹ trong thời gian ngắn, ban ngày trời nắng nhiều, kéo dài trong ngày, cường độ nắng mạnh hơn vào ban trưa nên thời tiết khá nóng bức vào thời điểm này. Tuy nhiên thời tiết cũng khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như là du lịch. Như vậy, trong những ngày tới, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ trở vào Trung Bộ thì sẽ chuyển xấu do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Vì vậy, các tỉnh phía Nam với nắng ấm và ít mưa sẽ là nơi thuận lợi nhất cho du khách tham quan khám phá. Thưa quý vị, thời tiết vùng du lịch trong đất liền và hải đảo được dự báo tiếp sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Khu vực Tây Bắc, thời tiết sẽ chuyển bất lợi hơn cho các hoạt động du lịch với trời nhiều mây có mưa, trời rét, vùng núi có rét đậm. Tại Sapa, nhiệt độ dao động từ 8 đến 12 độ. Tại Tam Đảo, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ và tại Điện Biên, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Khu vực Đông Bắc, trời cũng nhiều mây có mưa rào và dông, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Các hoạt động du lịch trong vùng cũng không thuận lợi. Tại Hà Giang, nhiệt độ dao động từ 14 đến 16 độ. Hạ Long, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ. Và tại Hải Phòng, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Khu vực miền Trung Bắc đèo Hải Vân, đêm nay không mưa nhưng mà sang ngày mai thời tiết cũng chuyển xấu hơn với trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Các hoạt động du lịch do vậy mà cũng không thuận lợi. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ dao động từ 19 đến 24 độ. Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Và tại Huế, nhiệt độ là từ 21 đến 27 độ. Khu vực miền Trung Nam đèo Hải Vân, trong 24 giờ tới, thời tiết khu vực này còn khá thuận lợi với tiết trời phổ biến có mây thay đổi, có mưa vài nơi và ngày nắng. Tại Đà Nẵng và Hội An đều không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 23 đến 29 độ. Và tại Bà Nà, nhiệt độ là từ 17 đến 24 độ. Khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày trời nắng ráo. Do vậy mà các hoạt động du lịch trong 24 giờ tới còn khá thuận lợi. Tuy nhiên, chế độ sóng gió trên biển đang chuyển xấu nên các hoạt động du lịch khám phá biển đảo nơi đây thì cũng cần lưu ý. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại khu vực này dao động từ 24 đến 26 độ và cao nhất ngày mai là từ 30 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên thời tiết rất thích hợp cho các hành trình khám phá tham quan cảnh đẹp vùng cao với tiết trời thuận lợi khi mà ngày nắng và chỉ có mưa vài nơi vào chiều tối. Tuy nhiên về đêm và sáng thì trời khá lạnh, có nơi trời rét nên du khách cũng cần chuẩn bị đầy đủ trang phục để giữ ấm cho cơ thể. Tại Pleiku, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ, Buôn Ma Thuột nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Và tại Đà Lạt, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Khu vực Nam Bộ, thời tiết cũng phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm chỉ có mưa rào vài nơi, nên cũng rất thuận lợi cho các hành trình tham quan của du khách. Tuy nhiên, tiết trời không được dễ chịu như Tây Nguyên, khi mà nhiệt độ cao nhất tại khu vực này phổ biến từ 33 đến 34 độ, có nơi còn vượt ngưỡng 34 độ. Các điểm du lịch biển đảo Phú Quốc - Côn Đảo. Tại Côn Đảo, thời tiết khá thuận lợi với mây thay đổi, trời hầu như không mưa, gió đông bắc cấp 4 nhưng mà ngày mai thì tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động nên không thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động, nhất là các tàu thuyền nhỏ, tàu du lịch. Nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ. Và tại Phú Quốc, mây thay đổi, có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, có lúc cấp 4, biển bình thường. Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thời tiết cũng như là chế độ sóng gió nơi đây thì có phần thuận lợi hơn cho du lịch biển đảo. Thưa quý vị, nhắc đến Phú Quốc, ta sẽ nghĩ ngay đến những bờ cát trắng mịn trải dài cùng với làn nước biển trong vắt, cùng với đó là những hàng dừa xanh nghiêng bóng. Do vậy, đến với Phú Quốc thì chắc hẳn du khách sẽ thấy thích thú khi được dạo chơi trên những bãi biển tuyệt đẹp. Thế nhưng quý vị cũng đừng quên ghé thăm làng chài Hàm Ninh, nằm ở bờ biển phía đông của đảo để cảm nhận cuộc sống gần như còn giữ nguyên vẻ hoang sơ với nhà tranh vách tre tạm bợ. Du khách có thể hòa mình vào cuộc sống bình dị của người dân với trải nghiệm lặn bắt cọc trai, hải sâm hay là răng lưới ghẹ. Và đặc biệt thì không thể bỏ quên việc thưởng thức món ghẹ luộc thơm ngon nổi tiếng nơi đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.